Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của tác giả Hồ Chí Minh. Trước khi đi vào phần phân tích tác phẩm trong hai tiết học tiếp theo, thì cô xin được giới thiệu khái quát những nét chính về tác phẩm. Tuyên ngôn độc lập là một áng văn chính luận mẫu mực trong chương trình văn học lớp 12 của chúng ta. Và Tuyên ngôn độc lập cũng là một tác phẩm mà thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi tốt nghiệp hoặc là kỳ thi tuyển sinh cao đẳng và đại học trong cái phần kiểm tra kiến thức. Trong các đề thi ấy, thường xuyên các em có thể gặp những câu hỏi ví dụ như trình bày những cái nét chính về hoàn cảnh ra đời, về mục đích và đối tượng sáng tác, về cái giá trị của tác phẩm, hoặc là giá trị về lịch sử hoặc là giá trị về văn học. Thế rồi phân tích những cái nét chính, những nét cơ bản nhất về nghệ thuật lập luận trong văn chính luận. Thế thì chúng ta có thể thấy là để mà đáp ứng được những cái yêu cầu đó của các kỳ thi, cũng là để tìm hiểu được cái vẻ đẹp của một cái áng văn chính luận mẫu mực trong chương trình, thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái vấn đề chính sau đây. Thứ nhất, trong tiết học thứ nhất thì các em sẽ đến với phần hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái mục đích và cái đối tượng hướng tới của tác phẩm Tuyên ngôn độc lập. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về giá trị lịch sử, một cái văn kiện lịch sử. Và thứ hai là cái giá trị văn học của tác phẩm Tuyên ngôn độc lập. Đó là những nội dung mà cô sẽ giới thiệu với các em trong tiết học thứ nhất. Tới tiết học thứ hai thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái nội dung sâu hơn, cụ thể hơn. Đó là cái nghệ thuật lập luận trong văn chính luận của Hồ Chí Minh qua cái tác phẩm Tuyên ngôn độc lập. Phần này chúng ta sẽ đề cập tới hai phần nhỏ, hai cái biểu hiện nhỏ. Phần thứ nhất đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nghệ thuật lập luận của Hồ Chí Minh trong đoạn mở đầu của Tuyên ngôn độc lập. Và sau đó là toàn bộ cái cuộc tranh luận ngầm, những cái lập luận, những cái lý lẽ rất đanh thép, những cái lập luận rất chặt chẽ của Hồ Chí Minh trong toàn bộ cái phần thứ hai, phần chính của bản tuyên ngôn. Đó chính là những nội dung mà giúp chúng ta thấy được những cái giá trị lớn lao, những cái giá trị đích thực của một tác phẩm văn học, đó là Tuyên ngôn độc lập. Và cũng đồng thời sẽ giúp cho chúng ta sẽ bình tĩnh hơn, tự tin hơn và làm tốt hơn trong các bài thi tốt nghiệp hoặc là tuyển sinh đại học và cao đẳng.